tầm vậy chân vậy đưa giữ giùm mày á. Giữ giùm, giữ giùm gì? Giữ giùm cái đó chứ. Giữ đây, bữa nào tôi lấy. Thì đưa đây, chị đưa. Thôi. Cái cộng bằng đồng bằng gì mà tiền. Thôi đi, tôi không nói nhiều với chú nữa. Bây giờ đi. Không có bây giờ. Bây giờ mình tụi mới lên nhà muốn nghỉ làm hay gì sao? Ừ. Giờ chị có tiền hay không? Hả? Giờ chị có không tiền. Không có đi cắt thổi đâu. Cái bằng bà lắm đó. Nhớ cho kỹ nha, cái bằng bà lắm đó. Ờ bà, đây bà. Chạy đi. À, nói em không có chạy, không đưa có tiền không chạy. Ủa chị gì, điện thoại của ai, của chị gì, tụi chị. Cô kêu điện Mai Linh, điện chủ tới xe Mai Linh cho tôi. Có ngon thì điện chủ tới xe Mai Linh lên đây, tôi có nói chuyện. Ở đây chị có điện thoại, chị gọi đi. Cô kêu đưa điện thoại cho tôi được rồi, anh không có tôi cách, người không có tôi cách điện thoại. Tư cách gì chị đen trong xe tôi là người mạnh nhất trong xe. Nhưng mà hả, mạnh gì tôi, tổng thống con gái mà xây qua hả, chủ Mai Linh còn phải sợ tôi nữa. Nói định nào rồi đến đó. Mà bây giờ hả, người làm cho Mai Linh chở cho tôi thôi. Rồi tới tháng là tôi chiến đấu cho. Bởi tôi cho còn Mai Linh không chạy đường bao giờ vô phần trăm, bất cứ phần trăm nào của tôi cả. Về ba. Tới thiệt á, còn Mai Linh mà làm ăn hả, xây qua hả, mà đòi vô phần trăm của tổng thống con gái này hả, không bao giờ có luôn. Tổng thống con gái. Bây giờ chị có tiền hay không? Có tiền em chạy tiếp mà không đủ tôi cắt thỏi đâu. Gì mà chị xuống xe. Tôi là chủ cái xe Mai Linh này, xe này là của tôi. Có gì chạy. Có gì hết là Mai Linh tôi nói. Xe này của em. Xe này em chạy thì trời chạy cho cái chỗ Mai Linh thôi. Chỗ Mai Linh được của chị thôi. Của tôi thôi. Bây giờ anh chạy đi. Chú chạy đi rồi tới tháng hả? Sai rồi nói tổng thống con gái đi xe chú là. Chú mừng lắm rồi. Còn Mai Linh đừng hòng vô phần trăm của tổng thống con gái này nếu mà cái tình trạng này. Ghê vậy ta. Nói chung là không chạy nữa, chị không có tiền không chạy nữa. Chạy là sẽ tốn tiền của em. Tổng thống con gái xây qua cho hả, những người hả chạy xe. Còn vô phần trăm bây giờ làm ăn mà không chịu làm ăn hả, chở tổng thống con gái mà còn kiếp chuyện hết chưa. Là từ ngày sao đừng nói bao giờ hả, làm suốt đời chưa bao giờ vô được phần trăm của tổng thống con gái này. Nhớ chịu, nhớ những hành vi này hết chưa. Hồi chiều là phạt được bằng lái. Bây giờ đi, từ người một. Ai kiếp chuyện với tổng thống con gái này thì phần hả, chạy một năm mới cho vô phần trăm. Mà chưa tới năm nó kiếp chuyện cái kiểu này là không bao giờ cho phần trăm luôn. Tổng thống con gái này ra định, nếu ai kiếp chuyện tổng thống con gái này, phần trăm không bao giờ cho vô. Cho dù 8 năm luôn không có vấn đề mà vô nữa. Cho phần trăm nữa. Rồi, cô chấp nhận tôi đi bộ. Okay, ai làm ăn mà kiếm chuyện hả? Ủa, rồi, phải anh chị ơi. Còn cái này sao? Ôi. Không có sao chăng hết trơn. Rồi tiền sao chị, ôi. Ôi 30 ngàn là gì ơi. Tôi mà đưa đâu. Mày đồ mày xá sao tiền. Điện tấm lại cho tôi. Điện tấm lại nó chị cho tôi. Bây giờ tiền điện tấm lại nó chị cho tôi. Chị đi tổng đại. Điện tấm lại cho tôi. Chị có tiền hay không? Mua cho tấm lại. Chơi. Bây giờ mua gì? Đưa 30 ngàn thôi. Đâu bây giờ mua gì? Không có 30 ngàn được rồi. Mai á, đây nè, bây giờ biết mà mình sẽ bỏ mấy tốt bằng lái xe thôi, buổi nghỉ làm. Rồi mai 30 ngàn tính Mai Linh cho tôi. Tính cho Mai Linh cho tôi. Giờ đưa đi chứ mai gì. Ôi. Tôi nói chủ Mai Linh kêu đào hoàng hết chưa. Chị ơi. Lại chứ.